Ra mắt lần đầu vào tháng 10 năm 2021 tức là mới hơn nửa năm, nhưng Kia Carnival đã có 3 lần điều chỉnh giá. Chỉ có phiên bản 2.2D Signature tăng giá cả 3 lần, bản 3.5G Signature mới tăng giá trong lần gần nhất, còn 3 phiên bản còn lại giữ nguyên giá. Sau đợt tăng này, giá Carnival lên cao nhất lên tới 1 tỷ 849 triệu. Băng giá xe mới nhất tháng 5, Carnival 2.2D Luxury 8 chỗ giá 1 tỷ 199 triệu. Carnival 2.2D Premium 8 chỗ giá 1 tỷ 319 triệu. Carnival 2.2D Premium 7 chỗ giá 1 tỷ 389 triệu. Carnival 2.2D Signature 7 chỗ giá 1 tỷ 489 triệu tăng 50 triệu. Carnival 3.5G Signature 7 chỗ giá 1 tỷ 849 triệu tăng 10 triệu. Đáng chú ý, không có sự thay đổi nào về trang bị. Ngay cả bản 2.2D Signature tăng giá tới 50 triệu nhưng trang bị vẫn như trước đây là bản cao cấp nhất của dòng Carnival máy dầu. Hai phiên bản tăng giá có những trang bị cao cấp nhất của dòng xe này. Xe có đèn full LED, vành 19 in, hai màn hình 12.3 in, âm thanh Bose 12 loa, đề nổ bằng nút bấm, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động, hai cửa sổ trời, đèn trang trí nội thất đổi màu, cửa trượt điện, cốp mở điện. Nội thất xe bố trí 7 chỗ ngồi với hàng ghế giữa có hai ghế ngồi tách biệt chỉ hai bản signature mới có các tính năng an toàn hiện đại như ốp trợ giữ làn đường, phanh tự động tránh va chạm và ga tự động thích ứng khoảng cách. Bản này còn có cảm biến trước sau, camera 360 độ và 7 túi khí. Sự khác biệt lớn giữa hai bản với mức tranh giá 360 triệu đồng là động cơ. Loại máy dầu 2.2 lít có công suất 199 mã lực, mô men xoắn 440 Nm. Bản máy xăng 3.5 lít có công suất 268 mã lực, mô men xoắn 331 Nm. Hộp số đều là loại 8 cấp. Ngoài ra, Carnival còn các bản cao cấp hơn không được đưa vào bảng giá trên website của hãng. Các bản này có giá xuất xỉ 2 tỷ rưỡi. Mặc dù là mẫu minivan có giá tiền tỷ, kia Carnival thậm chí còn bán chạy hơn nhiều MPV phổ thông có giá chỉ bằng một nửa. Trong tháng 4, doanh số mẫu xe này là 848 xe, cao hơn hẳn so với Suzuki XL7 bán 541 xe. Toyota Avanza Premier bán 369 xe, hay Toyota Innova bán 91 xe. Mẫu xe kia nằm trong phân khúc MPV phổ thông là Rondo đã hết hàng, chuẩn bị đón mẫu mới là Kerens. Xe cộ xxx